Cát Bà đang trở thành thị trường đầu tư đầy triển vọng khi được trực tiếp hưởng lợi từ hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông và phục vụ du lịch của Hải Phòng được triển khai mạnh trong thời gian qua. Cộng hưởng từ đà phát triển hạ tầng, Cát Bà cũng đang chứng kiến tăng trưởng du lịch nóng lên đến 25,43% tính đến tháng 11 năm 2017 theo thống kê của ngành du lịch Hải Phòng. Đây cũng là mảnh đất vô cùng tiềm năng để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng với sự tham gia đầu tư của những chủ đầu tư tên tuổi trong thời gian gần đây. Được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, với vẻ đẹp của rừng, của biển, của các thung lũng, của những hang động kỳ ảo và bầu không khí trong lành mà thiên nhiên ưu ái ban tặng, Cát Bà là một trong những lựa chọn dừng chân yêu thích hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, kể từ khi có đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á Tân Vũ Lạch Huyện, rút ngắn đáng kể thời gian cho việc đi lại, địa phương đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về lượng du khách và doanh thu của ngành du lịch, đồng thời cũng mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Cấp ủy và chính quyền huyện đã cùng với cái sự hỗ trợ giúp đỡ của trung ương và thành phố thì cũng tận dụng những cái cơ hội đó để thu hút các nhà đầu tư đến với du lịch Cát Bà để làm thay đổi diện mạo du lịch Cát Bà trong những năm tới. Có thể nói đến những tập đoàn lớn như là Flamingo, Sun Group, Cát Bà là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vì vậy là cái yêu cầu đặt ra đối với cái tiêu chí chung của quốc tế đối với việc bảo vệ môi trường và bảo vệ các cảnh quan đối với Cát Bà là hết sức cần thiết. Hiện nay các nhà đầu tư vào đây với một cái yêu cầu đánh giá về tác động môi trường và bảo vệ môi trường rất cao. Đi theo định hướng xây dựng xanh, phát triển bền vững của huyện đảo Cát Hải, Flamingo Cát Bà Beach Resort, tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao vừa chính thức được khởi công tại bãi biển Cát Cỏ 2, là một trong những dự án bất động sản tầm cỡ đầu tiên được đầu tư phát triển tại Cát Bà. Tiếp tục mang đậm nét Flamingo Lifestyle, sống sang trọng giữa thiên nhiên, dự án khi hoàn thiện sẽ gồm những căn Sky Villa tiện nghi sang trọng và cảnh quan xanh độc đáo với những góc sân vườn thư giãn xinh xắn tại các tầng cao. Cùng với hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí phong phú, dự án hứa hẹn sẽ trở thành điểm dừng chân thu hút du khách khi tới với Cát Bà, đồng thời là sản phẩm bất động sản mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư. Việt Nam có rất nhiều bãi biển đẹp và phù hợp để nghỉ dưỡng, nhưng Cát Bà là một trong những điểm đến chưa thực sự được thế giới biết đến. Tập đoàn Flamingo cũng như khu nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort sẽ là đơn vị đầu tiên giới thiệu đến bạn bè quốc tế khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ đưa nơi này sánh ngang với những bãi biển nổi tiếng của thế giới như Maldives hay Bali. Đối với chúng tôi, thiên nhiên và hệ sinh thái là một yếu tố quan trọng được chúng tôi đặt làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Chúng tôi muốn xây dựng những công trình xanh không chỉ ở gần Hà Nội mà còn ở mọi nơi mà Flamingo đặt chân tới. Một trong những khó khăn lớn nhất khi chúng tôi triển khai dự án tại Cát Bà là vấn đề bảo vệ môi trường. Và chúng tôi đã đầu tư hàng triệu đô la để đảm bảo rằng môi trường thiên nhiên nơi đây được bảo vệ tốt nhất. Theo số liệu thống kê của ngành du lịch Hải Phòng, năm 2017 tính đến đầu tháng 11, tổng số khách đến với Cát Bà đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 25,43%. Doanh thu từ du lịch đạt 1.052,8 tỷ đồng, tăng 25,13% so với cùng kỳ. Tăng trưởng mạnh về du lịch, nhưng Cát Bà lại bộc lộ nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng lưu trú, khi hiện trên địa bàn chỉ có 208 cơ sở lưu trú với gần 4.000 phòng ở. Trong đó, khu du lịch đạt tiêu chuẩn 4 sao chất lượng cao còn đếm trên đầu ngón tay. Những dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn đang được đầu tư phát triển tại Cát Bà sẽ dần thay đổi diện mạo du lịch của địa phương và mang đến trải nghiệm du lịch hoàn hảo hơn tới với những du khách lựa chọn đảo ngọc này là điểm dừng chân.